Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tý Long. Lại là tôi, là Tý Long, kiện tướng quốc gia. Hôm nay tôi sẽ bật mí và hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết nhất kỹ thuật giao bóng con lắc thuận tay của Ma Long. Đầu tiên là cái cách cầm vợt ha. Thì xin mời các bạn hãy xem lại trong danh sách phát của tôi. Tôi đã hướng dẫn cái bí quyết về cách cầm vợt của các ngôi sao thế giới, các vận động viên tuyển quốc gia Trung Quốc ha. Rồi. Và bây giờ tôi sẽ hướng nhanh ở cái phần vị trí đứng và tư thế đứng. Là cái kỹ thuật giao bóng của Ma Long là đứng ở góc bàn bên trái ha. Rồi, trọng tâm hạ thấp và lúc này Ma Long sẽ gấp cái lưng nhiều và cho cái cơ thể người ngang song song so với mặt bàn, và tay cầm bóng là anh ta duỗi dài về phía trước, đặt ở ngay lằn trắng ở giữa bàn. Lúc này đầu gối chân trái gấp nhẹ và cái chân phải, bạn bước ra phía sau. Chúng ta đứng ở khoảng cách là rộng hơn vai, và lúc này là cái phần thân dưới của Ma Long sẽ hướng khoảng một góc là 45 độ về phía sau ha. Còn thân người của anh ta sẽ ngang song song so với cạnh bàn. Do lúc này là cái phần thân dưới là đang hướng 45 độ về phía sau, nên cái chuyển động đầu tiên của Ma Long là anh ta sẽ xoay cái mũi chân phải hướng song song so với cái mặt bàn. Sau đó khuỵu cái gối chân phải hạ thấp trọng tâm xuống. Xong, lúc đó bắt đầu anh ta mới tung bóng lên và đồng thời chuyển trọng tâm về chân phải ha. Tay tung bóng và tay cầm vợt thì cũng hướng lên cùng một lúc. Bước thứ hai, và khi bóng bắt đầu rơi xuống thì Ma Long sẽ xoay tròn cái cầu vai vòng từ dưới lên theo cái quỹ đạo rơi của cái quả bóng ha. Rồi, là chúng ta có thể thực hành cái bước thứ hai nhiều lần để cho nó nhuần nhuyễn hơn ha. Và các bạn nhớ lưu ý là chúng ta không có mở cái cẳng tay ra nhiều quá ha. Bước thứ ba là khi cái quả bóng nó rơi xuống đúng cái thời điểm là lúc Ma Long bắt đầu tiếp xúc bóng, thì anh ta sẽ xoay cái cầu vai vào trước ha, đồng thời lắc cái cổ tay vào khi chạm bóng, là sử dụng cái lực bóp dính của các ngón tay
bấm cái ngón tay thật nhanh. Đồng thời các bạn lưu ý là cái mũi chân trái lúc này của anh ta sẽ hở lên ha, và hướng cái mũi chân về phía trước, là khi anh ta chuyển cái trọng tâm về chân trái ha, đồng thời sẽ bóp tay cùng một lúc, và khi bóng chạm xuống bàn ha, và đồng thời cái chân trái anh ta đạp xuống tạo ra một cái lực bật xoay để trở về tư thế chuẩn bị thật nhanh ha, và lúc này anh ta sẽ kết hợp, anh ta chụp cái cây vợt lại thật nhanh để chuẩn bị tấn công đối thủ. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích thì đừng quên cho tôi một like. Đó chính là cái cách ủng hộ kênh của tôi, giúp cho YouTube đề xuất kênh của tôi cho nhiều người biết đến hơn. Và nếu các bạn cần một cốt vợt để tập luyện, hay các bạn quý mến tôi, xin hãy mua cốt vợt ủng hộ tôi. Hoặc các bạn cần những cái quả bóng tập để tập giao bóng tại nhà hoặc tập với máy thì xin liên hệ với tôi là qua số điện thoại. Và các bạn đừng quên là bấm subscribe và bấm vào cái nút chuông để không bỏ lỡ những video hướng dẫn rất là chi tiết tiếp theo của tôi. Xin chào tạm biệt các bạn.